Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cập nhật thông tin quan trọng nhất của cái dự án Matchan và hướng dẫn các bạn kết nối ví Bitget với lại cái dự án Matchan này. Thì ở đây là bên dự án họ có thông báo một cái bài đăng cách đây là 5 giờ này. Chúng ta sẽ dịch cái bài đăng này ra. Cái thông tin này rất là quan trọng, nếu như bạn nào đang theo cái kèo này thì chúng ta cần phải cập nhật và làm luôn nhé. Chúng tôi biết rằng nhiều bạn đang háo hức chờ đón giai đoạn 2 của Mega Drop. Vì vậy, đây là hướng dẫn nhanh về cách cài đặt và kết nối ví Bitget của bạn với Matchan này. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ phải cài đặt cái Bitget OneNet, là tải cái ví đấy về và sau đó thì chúng ta sẽ thêm mạng Matchan vào. Và ở đây nó có cái thông báo là hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng ứng dụng nhỏ của chúng tôi bằng cách truy cập vào cái đường link này, là cái ứng dụng mà chúng ta đang khai thác ở trên TNE nhé. Rồi tiếp theo thì bạn có thể sử dụng video hướng dẫn từng bước này để hướng dẫn bạn cài đặt ví và kết nối mạng Matchan trong vòng chưa đầy 1 phút. Để hướng dẫn chi tiết hơn, hãy xem hướng dẫn đầy đủ của chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội tham gia hệ sinh thái Matchan và nhận được phần thưởng độc quyền. Thì ở đây nó có một cái video hướng dẫn nhưng mà nó không có tiếng, không có lời các bạn nhé. Ở bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái mạng Matchan này vào trong cái ví Bitget. Nếu bạn nào chưa có ví thì có thể lên cửa hàng CH Play hoặc App Store, chúng ta sẽ tải cái ví này về. Đây là cái logo và cái ví của Bitget này. Sau khi mà các bạn tải ví về rồi thì ở trong cái ví nó sẽ có giao diện như thế này. Bây giờ thì mình sẽ vào trong cái ứng dụng mà chúng ta đang khai thác cái đồng Matchan ở trên Telegram nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục Mega Drop này. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có OKX X Matchan này hoặc là Bitget OneNet X Matchan. Đây thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dòng thứ hai này. Rồi tiếp theo thì ở đây nó sẽ hiển thị cái mục là Download ví Bitget này. Các bạn sẽ nhấp vào mục Go này nhé. Nếu mà các bạn download rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc quay lại thôi. Quay lại cái mục mà đang làm nhiệm vụ này. Rồi chúng ta sẽ nhấp Claim để nhận phần thưởng. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái mục Add Matchan này. Đây chúng ta sẽ nhấp chữ Go này. Rồi chúng ta sẽ chọn cái mục Bitget này nhé. Chọn mở chỉ một lần này. Thì nó sẽ liên thông sang cái ví Bitget. Tới đây thì các bạn sẽ gõ từ khóa Matchan vào cái ô tìm kiếm này nhé. Đây, và khi các bạn đang gõ là nó sẽ hiển thị lên đây. Con này thì nó chạy trên mạng BNB các bạn nhé. Rồi chúng ta nhấp vào dấu cộng ở bên cạnh này. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mật khẩu ví vào để cho nó hiển thị lên nhé. Sau khi các bạn nhập mật khẩu ví xong thì nó sẽ load. Và bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại giao diện chính của ví. Sẽ nhìn thấy là nó hiển thị ở trong ví luôn. Đây các bạn nhé, mạng chính của nó sẽ là mạng BNB này. Đây nó có cái chữ Matchan ở trên đầu này. Và trong này thì nó chỉ có cái hiển thị cái đồng BNB là mạng chính của nó thôi. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại cái ứng dụng mà chúng ta đang khai thác để làm nhiệm vụ này. Sau khi các bạn thêm mạng vào rồi thì chúng ta sẽ làm tiếp những cái bước ở bên dưới này. Đây chúng ta sẽ nhấp vào chữ Go tiếp này. Và chúng ta sẽ chọn Bitget OneNet. Ở đây này nó sẽ kết nối ví nhé. Vừa nãy là chúng ta thêm mạng của nó vào trong ví, bây giờ thì chúng ta sẽ nhấp vào mục chỉ một lần này để kết nối ví. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào mục cấp quyền nhé. Như vậy là ủy quyền thành công thì sau này là cái đồng này chúng ta có thể rút về cái ví Bitget này được rồi. Và chúng ta sẽ claim để nhận phần thưởng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ join vào cái Telegram của Bitget nhé. Đây các bạn tham gia cái group của ví Bitget này. Rồi chúng ta sẽ có thể là thả nai thả tim vào đây để nhận thêm cái phần thưởng nhé. Quay lại đây chúng ta claim thì sẽ nhận được thêm phần thưởng này. Và tiếp theo thì ở dưới này còn hai mục nữa chúng ta cũng làm luôn nhé. Rồi chúng ta sẽ nhấp claim để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với mục follow Bitget OneNet ở trên tài khoản mạng xã hội X này. Ở đây thì mình đã follow sẵn rồi nên là chúng ta chỉ việc quay trở lại thôi. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào claim nhé. Ở đây còn một cái mục này là nó sẽ liên kết với một cái tài khoản của cái dự án khác này. Thì với cái mục này chúng ta cũng nên nhấp thêm một hai cái thao tác ở đây thì mới nhận được cái phần thưởng nhé. Vừa nãy thì mình chỉ có nhấp vào link thôi nên là nó chưa xác nhận cái phần thưởng của mình. Đây các bạn join vào cái dự án này như vậy là xong rồi, chúng ta quay trở lại nhé.
Chúng ta sẽ nhấp vào cửa lam này. Nó vẫn báo lỗi là không được. Với cái mục nhiệm vụ này có thể là một lúc nữa thì hệ thống nó sẽ duyệt và chúng ta clam sau. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại giao diện chính, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi thêm cái game của cái con này nhé. Cái dự án này thì nó sẽ khai thác 8 tiếng một lần nên là chúng ta đào cái dự án này không tốn nhiều thời gian. Như các dự án khác là chúng ta phải tap tap màn hình. Ngoài cái cách khai thác 8 tiếng một lần này ra thì nó sẽ có thêm 3 cái vé để chơi game này. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ được 3 vé này, các bạn sẽ nhấp vào mục play ở đây. Game của con này thì khá là dễ nhé. Chúng ta chỉ việc hứng cái ngọn lửa này thôi, hứng được càng nhiều thì càng được nhiều điểm này. Và lưu ý là thỉnh thoảng nó có cái quả bom ấy, nếu các bạn không tránh ra mà các bạn hứng quả bom thì chúng ta sẽ bị mất hết điểm của cái lượt chơi này nhé. Đấy, quả bom nó chạy cũng rất là nhanh, nên là các bạn phải chú ý quả bom vào cái quạt ấy. Cái quạt thì các bạn hứng vẫn được điểm nhưng quả bom thì không nhé, nhiều khi chúng ta nhìn không kỹ là sẽ hứng nhầm đấy. Đấy, việc của chúng ta chỉ cỡ hứng ngọn lửa như này thôi. Kết thúc một phiên này thì đâu đấy chúng ta sẽ được khoảng từ trên 100 điểm cho đến khoảng 150 nhé. Nếu bạn nào hứng giỏi thì có thể được 160. Như vậy là mình đã hứng xong một phiên này và được 120 cái điểm point này. Cái dự án Matchan này nó là một cái dự án rất là tiềm năng và được cựu CEO của sàn Binance cố vấn cho cái dự án này. Đây là một cái kèo cực kỳ ngon, nếu bạn nào chưa tham gia thì có thể nhấp vào đường link mình để bên dưới phần mô tả video để tham gia ngay. Dự án này thì không cần phải đào bới gì hết, các bạn chỉ cần điểm danh mỗi ngày 8 tiếng vào đây claim một lần là được. Video của mình tới đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều cái đồng Matchan. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.